Về trong miền Tây, mến chào đến ông bà cô chú anh chị em. Thì sáng sớm hai chồng anh bắt đầu đi thăm lập ếch tiếp của chú anh chị. Như đó đâu có đâu. Đây thì lúa cũng dạng chứ này, nhưng mà nên chưa biết khi nào cắt thôi. Thấy chắc nên thấy này cũng còn lâu á, cũng cuối tháng này hoặc đầu tháng sau gì đó mới có cắt. Tại này cũng còn xanh, còn trứng cá nên chưa đâu, lúa này còn trứng cá nhiều, trứng cá là nó còn cái đuôi xanh này của trứng chị, còn đuôi xanh nó giữ chín. Tại vì nên nghĩ là chưa đâu, đây dài nhất luôn. Ngay đây gần vô tới một chỗ nên gần tới vô tới mùa lúa ra đặt chuột tiếp. Mà mùa đông sưng này thường thì nên thấy cũng chuột cũng ít chứ không có nhiều, thấy yếu chuột. Đầu này mà nắng hạn nè, chuột này cũng yếu. Ngoài này nên con cái nè. Rồi, ngày mới nên cũng không quên chúc cả nhà có một ngày mới luôn sức khỏe dồi dào và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Rồi xã nên. Đọc cái nhà. Đây cái nè. Đọc. Nè. Nè. Đọc cái. Lúa nằm bẹp luôn. Gì? Lúa nằm bẹp luôn. Lúa sập, lúa mùa này trúng mà. Lúc lợp luôn. Trời, ở dưới đó cái đó. Đâu lúng đâu. Đúng không? Không. Có. 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 Đừng nhìn nhí. Có. Chỗ này nó xả nước ra hết đó nhỉ. Thế nó chậm bẹp. Ừ. Có một con. Con một. Tại có đỡ không? Con bự. Để trồng hơn cái giá. Giữa luôn đi. Như nơi bên đây nên con cái nè. Đây nên con cái nè. Cái nên đặt thuốc đằng đường mương đằng này. Cái này chắc quá của chương trình không có rồi. Đường mương này gì mà không có. Hai cái được con còn một. Đi vô luôn đi. Hả? Đi vô luôn đi. Lần này nên con cái nè. Giờ nên đi vô. Vô trong mé trong này. Đó nên con cái à. Như thầy có nhúc nhích nước của chú anh chị. Nên đặt ếch ở trên cái đồng này là kêu bằng xã Đa Phước của chú anh chị. Nên đặt bên xã Đa Phước á. Đó. Thường nên đặt ếch ở bên trên đây không à. Đây trên đây ếch cũng im mà đồng nghiệp đặt cũng nhiều nữa. À được hai bà con luôn nè. Trên đây ếch cũng được thì đồng này là nên đặt hoài á, nên đặt đẩy dài lên đồng trên, dài lên đồng trên trắng. Thì nhớ nên đặt đâu đây nữa nè. Con đặt à, nên đặt ở trong. Ủa mấy cuộn này cũng im quá mà hôm qua nên không có đặt, nghĩ sợ nó không có nên không có đặt nè. Đặt đây nè, mình thấy nhít cục kịch gì này. Trong mấy cuộn này im quá. Rồi trong mấy ruộng này gì mà không có cái gì. Nãy mình đặt cái đường mương ngoài gì mà có, mà còn trong ruộng này không có. Từ ở bên lên bên kia
Tại mấy bên anh chưa xay xả nước. Xay xả nước nên đặt mắc cỡ này. Chạy qua bên Đạo Phước này hơi xa. Mà đặt nhiều khi cũng im. Không, cái này chứ quá. Cái này đặt trong ruộng im mồ luôn. Nó được hai con đó. Rồi, tê điểm tiếp theo của chú anh chị. À, hôm qua nó đặt ra không có lên nước nữa nè. Này này là đang chạy nước ra bàn bơm nước vô nha. Đang xả nước vô vậy. Mà lúa này cái nên nghĩ chín gì vậy? Sao người ta còn vô nước nữa ta? Nhiều khi vô nước, vô gãy, vô vườn á anh ơi. Lúa này chín gần cắt rồi nè. Nhiều khi người ta vô gãy, vô vườn. Rồi ngập lợp luôn. À, lúc luôn hả? Đem mấy chưa? Ngập lợp luôn à. Rồi. Coi hết thôi. Đem làm chứ. À, không có hay gì. Không? Ừ, không có đỡ. Cái có cái nó thẳng dò. Ôi ơi. Vô một cái chú quất. Này là vườn nhãn. Đây sẽ trồng nguyên vườn nhãn luôn. Ủa, ta đang bơm nước của chúng kia. Cái ngập lợp mới lên hết rồi. Con cái này. Cái này không ngập. Rồi không ngập mà cũng không có luôn. Uổng gì. Chỗ này ếch cũng im lắm mà sao kỵ ta. Rồi dính được mấy cái lồng đồng. Cái gì? Chất quất. Thua nữa hả? Thu luôn. Dính được mấy cái lồng tông á. Cái lồng tông bên hông chơi lớn. Ồ. Cái lồng tông ngon quá nè. Mấy con à. Rồi. Chỗ này không có ếch rồi vậy. Khu này không có rồi. Khu này lúc mình đặt ếch cũng bự bự không rồi đó. Sao giờ chú quớt hết trơn à. Thua. Thua luôn. Nên đặt khu này cũng nhiều nè. Qua nước khô gan. Còn dũng dũng nước đã lắm. À, đây nên con cái nè. Rồi cái này thua luôn. Chết quất ở này đưa con ăn ủi. À, con dưa dừa không được bự. Ăn ủi được con. Lạc dạy vô tới trong đó luôn. Cuối tháng này là nên đi có đi đặt chuột rồi. Cuối tháng này là người ta có cắt lúa. Rồi. Chứ quá luôn cái này quá im không có luôn cô chú anh chị. Trong ruộng. Trong ruộng có dũng nước quá ngon quá ngon. Chết quá luôn. Nhiệm này xui với vậy ta. Đó là con cái nó kìa. Mình thấy ếch nó ngồi. Ếch nó ngồi. Có con một hai con. Cái này được hai con của chú Nhi. Ba con. Cái này được ba ếch.
ít vừa vừa mà, không có siêu to, không có hàng khủng. Đây một cái nè. Rồi cái này mình thấy như chiếc quớt hay Hả? gì. Cái gì? Có không? Có một cái này có à. Thấy rồi muốn không? Muốn làm gì? Nó chuông. Cái đó Cái có này chiếc quớt. Chết rồi. cái gì mà chết? Hay nấu chua ớt hả? Muốn này quá chừng nè. Nó muốn mà cộng với nhí không à. Công nhỏ nhỏ mà, chút chút thôi mà. Này đâu cộng bự đâu. Hai nắm đủ quá rồi. Đọt không? Chút. Cộng chút chút mà. Đó mà ăn ngon á. Ra đâu ngoài cái. Ra đâu ngoài ngoài. Ừ, đâu ngoài ngoài ngon hơn trong này. Nắm thôi là đủ ăn rồi. Chua. Hái mới ông muốn về à. Nó ăn Chua chua luôn của chúng kia. Muốn muốn đọt non không? Đọt cũng non non không này vậy? nó được không Mà cộng không được bự mà đừng đừng có hái cái cọng đứng đứng, ha. Thì cọng đứng già đâu già ngắt nghe ốc ốc kìa. đứng nó già hơn. Ốc 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 Hay không muốn luôn nè, cầm cái muỗng đi hả? rửa cái thêm miếng nữa là được rồi đó. Rồi nó hết xài xài nhóc cái chân thôi chứ gì. Ta bao lại gì là mới có ăn chắc lội luôn, nó không bị mấy con kia chích, không bao lại mấy con kia chích hư chứ. Cái xấu xí nó không chích, nó lựa cái đẹp nó chích. Mà thấy cũng còn ngoài nhóc nữa nè, Nó ơi, bò hết mà tao xoài chùm chùm luôn, ké bự bự cái nhìn. rồi khô nước luôn vậy. Rồi. Lên cái nè, như có gì vậy? Có rồi. Em thấy có xin. Thấy có sình đó. Có hai con, Mấy con? hai Hai con. con bự con đi chưa Điểm này điểm cuối cùng rồi. Nãy nên đặt nãy điểm nãy nhiều mà chất quớt hết trơn. Dính được có một hai cái, có một hai con. Còn nhiều gặp không không bị người ta bơm nước vô chúng chi. Ngập lợp hết nha. Nên là không có dính đỡ. Đây nên con cái cái đó thấy này thấy không thấy gì hết thấy trơn. heo rồi đó, không có thấy con gì hết trơn. Đi gan không có còn luôn. Thấy gì gần xa không thấy gì hết trơn. Nhổ cái này gưỡng đi vậy, ngoài đó có cái ái nước à, để anh đi quanh kia anh lấy một cái nữa. Tuốt mị bên cái vườn mình đó nên có một cái nữa. Còn cái cuối cùng, cái Rồi. cuối cùng là cái cúng cùi Ui. này đặt thắt thủ rồi, Cái tệ hơn bữa bữa nay là mơ tệ hơn bữa trước nữa. Lúa đây mới cong trái me không, chưa vàng. Này cỡ chắc cuối tháng sau là có, cuối tháng 2 là có cắt. Mương này nước nhóc luôn, nay khô nước.
mau quá chừng. Cái nên con cái cuối cùng cái cúng cụi sao không thấy giống gì vậy này. Cái cuối cùng là cái cúng cụi rồi, được một con có chút béo thôi luôn, đừng con có chút xíu xíu này thả luôn, nên cũng về tới nhà nè. Cái này dính ít của chúng chị xã nên đang bắt ra, giờ này nước đang lớn, nước lớn lên tới đó đó. Này vô mấy nước gông bởi vì nước nhiều. Này gần qua nước gông hay gì? Nước gông. Nước gông mà nhiều. Này đâu có ít bự đâu vậy? Vì dừa cũng à. Không có mấy con sò. Nay ít. Nên đang làm hai cái giỏ. Hai giỏ này nên làm cho ông anh. Nữa anh xuống anh bắt ếch, anh có anh đựng. Làm hai giỏ rồi đi bắt ếch của chú anh chị. Vô tới mùa ếch rồi, nó vừa gần tới mùa ếch rồi đó, nên làm hai giỏ xách đi bắt cho nó gọn. Làm hai giỏ đựng ếch. Cái này đặt không có cá với nên cũng không có đặt cơ ngục luôn. Cái này không có hết cá rồi, tới con nước quay á đặt mới có cá lại. Ếch đồng nấu canh chua rau muống đồng đã xong cô chú anh chị. Nên đi bắt ếch cái nên hai mở rau muống luôn. À, nấu chung với ếch sẽ làm để nguyên con luôn ha. Ừ, vậy mới ngon. Ăn chấm mắm ha. Chấm mắm ếch à. Nãy nên nằm sao nên ngồi nhắm mắt ngủ mới quên cái không không biết bà xã nên nấu cho nên nên không có quay. Với món cũng đơn giản của chú anh chị. Ếch đồng nấu với canh không muốn đồng. Đó. Nấu canh chua rau muống. Rồi thì nên mời ông bà cô chú anh chị dùng cơm với vợ chồng nên ha. Bữa cơm đơn giản. Nên mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng nên ha. Ếch đồng nấu canh chua rau muống đồng. Mời cả nhà ăn cơm, mời ba mẹ ăn cơm. Ếch để nguyên con. Nguyên con có gì lạ đâu. Hôm nay nên đặt lò ếch có được con ký mấy rồi chú anh chị, ít hơn bữa trước nữa. Đặt đến hết ếch rồi. Đến ráng mì lòng trụ. Vậy rồi bữa có cắt lúa nên đi đặt chuột lại. Cả giờ chưa có cắt lúa. Đặt lúa cây cũng được mà người ta gào mủ nhiều quá khó đặt quá cô chú anh chị. Người ta gào mủ cái chuột á. Cái mình không thấy đường đặt. Diễn giá mới được thịt.
Mới xuống rồi hả? Ừ. Vùi vô miếng luôn. Ừ. Thôi rồi em bọt cái mồi á. Nước nhắm gồng rồi á. Ừ. Gồng cái chiều lớn rồi. Ừ. Gồng tới đâu 5-6 giờ vậy lớn rồi. Dài không? Dài quá. Bên này chặt ra dễ ăn. Thích dẻ thôi. Câu làm hết đi. Ăn hết mà rồi. Ừ, mà dẻ dẻ. Muốn không ha? Ừ. Da da. Cái ngớp ngớp luôn. Chốt. Thả ba cũng có không? Cái mình gỗ à. Video đến đây Nên cũng xin tạm dừng. Nên hẹn cả nhà lại video sau. Rồi nên chúc cả nhà xem video dễ. Bye bye.